Ôi là trời, giữa đêm thế này mà mọi người còn đến đây làm gì nữa? Tôi đang ngủ ngon, mơ đẹp mà bà gọi tôi lên mở cửa, làm mất nghĩa hết giấc ngủ bốc lửa của người ta. Chắc đấm bà một cái lên thiên đàng luôn quá, đang kiếm chìa khóa mà cứ hối hối hoài. Dỗi nghỉ mờ bây giờ. Được rồi nè, rồi đi bà nội. Rồi bà cô quản lý bước vào phòng, cầm theo quả đèn pin nhưng hôm qua ngủ sớm quên đem sạc nên không sáng lắm. Bảo bác bảo vệ đi bật quả đèn lên cho nó sáng sủa nhưng đèn ló cũng hư nghĩa rồi, đèn bị hư con nghĩa nó rồi, không bật được bạn. Ê, ông nói là đèn bị hư con nghĩa nó rồi sao? Vì đây là phòng bỏ trống con nghĩa nó 6 năm rồi, nên tôi cũng đều biết. Mà bà tìm cái gì ở đây, chẳng có con ma cà rồng nào ở đây đâu. Tình chi cho mắc công, vì cuộc đời bất công nên cộng lông không bao giờ thẳng. Hình như mấy đứa trốn ngoài cửa, đúng là răng rô và Soho trốn ngoài cửa sổ thật, trong ló hơi nguy hiểm. Rồi bà cô thấy có H2O ở đây, có H2O trên sàn nhà tắm lầy bạn. Ê, chắc chắn là có con ma cà rồng nào đó đã tắm ở đây, cũng có thể là do mưa rụt mà. Hôm qua với hôm nay làm điều gì có mưa? Mưa rụt kiểu gì vậy bạn? Ê, ở ha, cũng lạ quá he. Nhưng mà có vẻ bà cô đã phát hiện điều gì đó kỳ lạ ở bên ngoài cửa sổ. Rồi bà cô bước đều từng bước tiến tới gần cửa sổ, để xem có điều gì kỳ lạ đang diễn ra bên ngoài khung cửa sổ kia. Răng rô và Soho vẫn còn đang hồi hộp đắp né, lẫn trốn phía bên ngoài khung cửa sổ, lạnh lẽo, gió lùa vào lớp áo mỏng loét, chờ đợi khoảnh khắc bà cô phóng khỏi nơi đây. Bà cô bảo khóa cửa lại, làm răng rô giật mình, rất giày cao gót sắp bị tóe miệng ló xuống dưới đất. Rồi có vẻ bà cô nghe thấy, tiến tới mở toang cửa sổ ra xem ló dư nào. Soho thì kịp nắm lấy đôi bàn tay của Răng Rô nên cô vẫn chưa bị té vỡ đầu, chấn thương sọ lão. Bà cô cố gắng quan sát xung quanh để tìm kiếm con ma cà rồng, nhưng nếu thấy nên thôi, quay đầu là bờ, đóng cửa sổ lại. Chẳng còn nghi ngờ, Soho thì vẫn đang cố gắng dùng hết mọi sức lực từ cánh tay đầy cơ bắp của mình để kéo Răng Rô lên, cuối cùng cũng đã cứu được Răng Rô. Còn bà cô thì vẻ mặt trong có vẻ vẫn còn nghi ngờ lắm. Khi mà không tìm thấy con ma cà rồng, sau này tôi sẽ quản lý cả chìa khóa kho lầy nữa. Ôi trời, sáng mai tôi còn phải gọi người để xử lý đường nước nữa. Thôi, đều nói nhiều trả khóa bố về. Thôi rồi, chít miệng, Răng Rô của tôi bị nhốt ở trong chồng rồi biết làm sao giờ. Rồi cuối cùng bà cô cũng đi và Răng Rô và Soho cũng đã leo được cửa sổ để vào phòng sau cả buổi chiều lúc ngoài kia. Răng Rô thì đang rất là lạnh ngắt vì không có chị em Blackpink sát cánh bên cạnh, chỉ có một mình cô đơn lẻ loi đối mặt với những drama Sita này cùng với Soho. Liệu cô có cảm thấy ổn áp trong lòng mình chứ? Anh là cái thể loại người gì vậy? Hay là anh đến từ vũ trụ điện ảnh Marvel à? Iron Man, Spider-Man, Captain America à? Không, tôi đến từ vũ trụ DC Ju, Super Idol Man cơ. Anh có biết là tôi sợ muốn rụng trứng, rớt tim ra ngoài luôn đó. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ mà gặp trường hợp nào mà dư thế này bao giờ cả. Tôi nghĩ mình nên về thôi. Ôi mẹ ơi, Chu Choa má ơi, máu kìa làng nước ơi, lưng anh bung vết thương chảy máu rồi kìa. Kiếm keo 502 băng bó thôi. Rồi băng bó dán keo xong rồi, anh phải đi đứng cẩn thận hơn đấy, đừng để bị phát hiện nữa. À, eo dù sao thì hôm nay tôi cũng biết rồi, tôi sẽ cẩn thận hơn. Ok, thì mọi thứ cũng đã ổn áp rồi, tôi nghĩ mình nên đi về nhà đen vô đem tiền về cho mẹ, không mang mẹ về cho tiện. Nhưng con nghĩa ló, không mang tiền về cho mẹ nên bị bà cô khóa cửa con nghĩa ló rồi. Mình bị nhốt rồi anh trai ơi. Đang ngủ mà cứ nói xàm, cái bà chị bị tán méo nguyên cái hàm. Bà chị này đang nằm cái bị mở mắt thức, sờ sờ mó mó kiếm kiếm Răng Rô nhưng không thấy cái hết hồn. Răng Rô thì đang lo lắng, sốt sắn khi mà bị nhốt ở nơi này. Nếu bị bà cô phát hiện tự nhiên mình biến mất khỏi ký túc xá, thì chuyện gì sẽ xảy ra đây chứ? Làm sao đây? Không sao đâu, đừng lo gì cả, có tôi là Super Idol Man ở đây còn gì. Bà chị Jongmin do lo lắng nên không thèm ngủ nữa, thức dậy, đi ra khỏi giường, đi tìm kiếm Răng Rô. Thì thấy bác bảo vệ cũng có vẻ là đang đi tìm Răng Rô, nên cả hai người nắm tay cùng nhau đi tìm. Trong không gian rất chi là lạnh lẽo, buốt giá hết con tim tao đau quá men. Đang trông chờ, đợi mong có người đến cứu mình, biết đâu sẽ có phép màu nào kỳ lạ, thần bí, hắc ám sẽ xuất hiện đâu đây. Rồi con tim lạnh giá của Super Idol Man Soho nảy ra ý tưởng, đem giấy ra đốt sưởi ấm cho đỡ lạnh. Cứ ngỡ là Soho sẽ đốt giấy, nhưng ở đây làm điếu gì có bật lửa nên đành ngồi xếp xếp cái gì đó, cho quên đi giá lạnh bùa vây trái tim hiu quạnh. Thì ra đó là xếp máy bay MH370 đã được tìm thấy ở Ấn Độ Dương, phóng nó bay đi cho ngàn giá băng vụt xa trốn đây. Thấy trò xếp máy bay này cũng khá là thú vị nên Răng Rô cũng muốn học hỏi Soho tự tay xếp cho mình một chiếc máy bay. Này này, em phải xếp dư này này, anh chỉ làm một lần thôi. Rồi vuốt vuốt nhẹ cái cánh, rồi bẻ bẻ nhẹ cái đầu máy bay, rồi ok luôn bé ơi, khá là đẹp đấy nhờ, phóng thử xem dư nào. Mà hình như có ai tới kìa Răng Rô. Rồi cuối cùng quân chi viện, bác bảo vệ và bà chị Jongmin đã đến giải cứu công chúa Răng Rô cùng hoàng tử Soho. Hello em yêu của chị, có phải bất ngờ lắm phải không các cháu? Con nghĩa ló chứ, bà cô giám sát nói là sẽ trực tiếp quản lý chìa khóa ở kho, giờ phải làm sao đây nhờ các cháu. Ấy dù sao thì đêm nay cháu cũng định đi. Thưa ông, thế không có lối vào nó khác ngoài cửa chính sao? Có tầng hầm thứ hai đấy cháu, chẳng sinh viên nào biết cả, để ông đi mở cửa đó cho. Thôi nào Răng Rô, cứ thế này mà bị phát hiện thì chúng ta đều đi xa bờ hết đấy. Nhưng mà anh ấy đang bị thương bác ấy, mà mấy ngày nữa sẽ là ngày ký túc xá mở cửa mà. That's right, vậy thì hôm đó sẽ ra ngoài được thôi, let's go thôi nào. Thế là mọi người cùng nhau đi xuống tầng hầm thứ hai. Đang đi cái thấy con ma làm mọi người hết hồn. Nhưng không phải con ma, chị gái này bị mộng du nên tối đến lại đi lung tung khắp khu ký túc xá. Vừa mộng du vừa đi vừa đọc hiến pháp. Đang đi thì đụng trúng cái cột má ơi, hên là đụng vai chứ đụng đầu là nằm đây tới sáng. Thấy vậy bác bảo vệ chạy lại điều chỉnh hướng di chuyển của bà chị, chứ không dám đánh thức chị ấy vì sợ bị phát hiện. Ok rồi các cháu. Đột nhiên bà chị quay mặt lại làm bác bảo vệ hết hồn. Nhưng mặt bà chị này trông rất lạ, chắc là con mẹ bán dưa treo cổ tự tử trong kho rồi. Khi nhìn kỹ lại thì mọi thứ chỉ là hoa mắt. Nhanh nào các cháu ơi, hành quân tiếp thôi nào. Kiếp nạn này đã qua, họ tiếp tục di chuyển đến lối thoát hiểm. Trong màn đêm u tối, bóng đêm bao trùm khắp lối, bước chân của họ như mệt mỏi, muốn thoát khỏi nơi đây, rồi cuối cùng đã đến cửa thoát hiểm. Với kinh nghiệm mấy chục năm trốn ký túc xá đi chơi net của mình, thì bác bảo vệ mở cửa trông rất thành thạo và chuyên nghiệp, nhưng khoan dừng khoảng chừng là bác ơi, để cháu xem có ai không đã. Có vẻ là hình như bên ngoài đang có mấy anh cảnh sát vẫn đang canh gác phía bên ngoài chờ đợi ai đó đi ra từ cánh cửa này. Thế là hết hy vọng ở đây, đành chờ đợi cái ngày mà ký túc xá mở cửa thôi.
mấy chị gái trong khu ký túc xá đang bàn bạc về việc tổ chức party overnight trong cái ngày mà ký túc xá mở cửa sắp tới đây. Hứa hẹn sẽ thật là bùng nổ với nhiều hoạt động thú vị. Đây là ngày mở cửa mỗi năm chỉ có một lần, cũng không phải là học sinh mẫu giáo mà mỗi năm đều nhảy húp đan là sao chứ? Không hiểu lỗi kiểu gì nữa. Nè chị gái, là bà cô bắt làm như thế chứ tôi nào muốn. Nhân vật chính của buổi mở cửa là chính chúng ta mà, đừng có nhắc về bà cô biển máu nữa. Nếu cứ nghe theo bà cô biển máu thì còn cần chủ tịch hội sinh viên làm gì? Phải quẩy Vina House cho cháy thôi nào. Lên nhạc MAE. Tắt nhạc MAE. Mà năm nay phần thưởng là gì nhỉ? Phần thưởng hấp dẫn nha. Hạng 3 máy nghe MP3, hạng 2 máy ảnh, hạng nhất là một dàn PC. Tất cả phần thưởng đều do bố của CH phòng 207 tài trợ đấy các bạn ạ. Vấn đề tiếp theo là ca sĩ, liệu chúng ta có thể mời GD hay Sơn Tùng MTP không các bạn ơi? Nhân cơ hội đang hỗn loạn thì Giang Dô chạy ngay đến gặp Soho để báo cáo tình hình. Tầng 2 là đông nhất, ta chỉ cần đi xuống tầng 2 là được, ai cũng được tham gia, không phải có vé mới được vào. 2 giờ sẽ kết thúc kiểm phiếu, chỉ cần ra ngoài sau 2 giờ là được. Bà chị Moon ok là người kiểm phiếu nên phải đi sau 2 giờ. Việc của anh là chỉ cần khỏi vết thương là được, ok chưa? Sorry, đây là buổi đầu tiên mở nhưng lại vì tôi mà cô bỏ lỡ nó. Thôi nào, mở cửa thì năm nào chẳng mở, anh chỉ cần an toàn rời đi là tôi an tâm rồi. Năm sau tôi sẽ mời anh đến quẩy Vina House. Nhưng mà thôi chít miệng, trễ giờ học rồi, thôi tôi té trước đây, see you again nhé. Mấy ngày rồi mà vẫn chưa tìm thấy tung tích của Soho, nên mấy anh cảnh sát đến nhà trọ của Soho lục tìm để xem nó dư nào. Nè mấy anh trai, làm cái gì vậy? Nếu các anh là cảnh sát thì phải đưa thẻ cảnh sát ra trước chứ nhỉ? Chỉ sợ các anh là cảnh sát shopping thôi, chứ xong vào nhà dân dư này là bất hợp pháp đấy nhé. Ê em trai, quăng nhẹ cái thẻ cảnh sát vào mặt nó đi nào. Úi giời, cái nồi gì vậy, cảnh sát thiệt nè mấy má ơi. Thôi chít miệng, nãy giờ em giỡn thôi mấy anh trai à. Mình giảng hòa đi. Anh trai cảnh sát tìm thấy quả máy bay, có vẻ chúng ta cần nói chuyện với anh Soho nhờ. Rồi xong anh trai quăng tê bị bế về đồn miệng luôn. Chúng tôi chỉ là nướng thịt ba chỉ và cùng ăn với nhau thôi mấy anh trai à. Nếu như tôi thấy mặt mũi bọn cộng sản thì tôi nhất định sẽ báo cho các anh ngay ý mà, dù là nhất cử nhất động của chúng. Vâng, nhưng mà tại sao ý nhở? Cậu chỉ cần trả lời thôi thằng nhóc à, từ chối hỏi nha. Ok, tôi sẽ báo cáo lại chi tiết trong suốt 24 giờ. Soho thì có vẻ đã lành những vết thương sau bờ vai của mình, nên tập luyện hít đất, hít xà, hít hà drama rất là tích cực. Còn Giang Dô thì đi phơi đồ trên lầu cao, rũ rũ cho nó bớt nước, thám thính tình hình mấy anh cảnh sát. Mấy anh cảnh sát đã đi, trong sọt đồ còn đem thêm mấy hộp mì cay cho Soho ăn để bồi dưỡng sức khỏe. Đang định đi vào đem cho Soho thì bà chị Moon ok từ đâu xuất hiện làm Giang Dô phải giả vờ phơi đồ tiếp. Lẽ nào gián điệp đang ở đây phải không nhờ? Úi giời, làm gì có chị ơi, làm sao có thể vào trong kia được chứ? Cũng phải ấy nhờ, thấy Giang Dô phơi đồ có vẻ cực nên bà chị Moon ok rảnh rỗi phụ phơi đồ, nhưng đứng còn điếu tới thì phơi cái gì nữa chị ơi? Liệu có con ma nào đang điều khiển nước không ta? Nếu có ai đó giúp đỡ trong ký túc xá này thì cũng có thể trốn ở đó mà. Em có điều gì đang giấu chị đúng không Giang Dô? Làm điếu gì có chị ơi? Thôi chị biến miệng đi, hỏi hoài dậy ta, biết rồi đó nha. Người mà chị tin tưởng nhất ký túc xá này làm em đấy. Em biết chứ, đương nhiên là vậy rồi, em biết mà, biết là tốt rồi. Thôi chị đi đây, mệt bà chị này thiệt á chứ, suýt nữa là bị phát hiện con mịa nó rồi. Đoạn này thì bà chị Hezong đang dẫn đàn em trong phòng đi gặp bà chị Moon ok. Do bà chị Sehi bị mất quả Nike Air Force One, bà cô quản lý thì đang ở đây. Bà chị Hezong thì đang trên đường tới phòng bà chị Moon ok. Thấy bà cô cái bà chị Hezong hết giang hồ, hơi bị rén, nhẫn của em và giày thể thao của Sehi không cánh mà bay rồi ạ. Được rồi, vào phòng cô mà giải quyết đi các em ơi. Hình như là anh trai Quang Tê biết mặt Soho rồi chị em ơi. Đúng rồi, anh ta rắc rối thật đấy. Sách Jun và Quang Tê ở cùng một club thì sao nhờ? Anh ta không biết Soho. Không sao. À, chị Jong Min, chúng ta có thể đạp xe không nào? Cảnh sát sẽ đứng ở cổng chính nên sẽ an toàn hơn nếu anh ấy đi xe đạp. Hợp lý, chị sẽ đem theo. Mà quần áo anh ta thì dư nào, mặc nó sẽ bị bắt mất. Mọi người đều sẽ mặc vest. Ok, để em thử kiếm một bộ vest xem dư nào. Rồi thế là Giang Dô xuống sân trường gọi một quả điện thoại về nhà để lấy quả vest của anh trai Giang U của mình cho anh trai Soho mượn để lên đồ đi party overnight. Alo Đăng Mô, qua biên cho Giang Dô con lô. Đêm qua chiêm bao, trên xe ô tô ông bay vô, nhiều người xì xào, hãy xuống sát chơi lớn bao con lô, không như mong, trong ra con ong sao ra con công. Rồi thế là Giang Dô đã về ngay đến nhà của mình, ngắm nghía xung quanh xem có gì thay đổi không nào. Thật ra là kiếm cái chuông để bấm mà không thấy, cuối cùng cũng dô được nhà rồi. Nhà cửa gì mà như chùa, bậc thang nhiều vãi trưởng. Hello mọi người, cháu về rồi đây, gặp bà cô quản gia, nhưng mà còn có bà mẹ kế ở nhà nữa, nên Giang Dô thấy không thoải mái cho lắm, nên phải chạy thật nhanh, tốc độ lên phòng để bế vài món đồ về ký túc xá, bế được vài thứ thì đi xuống, nhanh chóng phóng khỏi đây. Còn bà mẹ kế thì đứng ngoài cửa cản đường cản lối, vẻ mặt trông rất khinh bỉ Giang Dô. Còn Giang Dô thì không quan tâm, tranh thủ bế thêm vài đôi Nike. Con đến đây lần đầu sau 10 năm, con ghét mẹ, mẹ hiểu, nhưng mẹ là mẹ kế của con không hello mẹ sao? Hello, quát xúc mẹ, con chẳng thay đổi chút nào, vẫn hỗn láo như ngày nào, gì cũng chẳng khác gì tôi. Con luôn tỏ thái độ với mẹ nhỉ? Mẹ đã giết mẹ con sao? Sao con lại như vậy nhờ? Giang Dô bắt đầu lóng trong người, cầm tấm ảnh quăng nghĩa xuống đất. Bà mẹ kế thấy thế tát vào mặt Giang Dô một cái. U là trời, đứa nào kiếm cho ta con dao? Giang Dô người ta cành vàng lá ngọc, bà mẹ thương như trứng hứng như hoa, còn chưa dám đánh mà để bà đánh hả? Bỏ bà Dô ba lô sách ra khỏi thủ đô còn chưa hả dạ nữa đấy. Mẹ kiếp, Giang Dô buồn vã bực bội bước đi về lẻ loi giữa trời tuyết trắng xóa. Nỗi đau này thật sự là ghim sâu vào trong lòng không thể xóa được giữa trời đêm đông. Trong không gian mưa rông, Giang Dô đã đem đồ về phòng cho Soho mặc thử để chuẩn bị đi quẩy. Thứ bảy máu chảy về tim. Soho đóng quả vét vào thì trong cũng có vẻ đẹp trai khoai lang thang, thì thầm thỏ thẻ đấy nhở. Ngày mai bỏ đồ của anh vào ba lô, tôi sẽ giữ hộ anh trong thủ đô. Mà giò của anh sao rồi? À, tôi nghĩ nó có vẻ gần khỏi rồi, nhưng mà thank you cô vì tất cả mọi thứ, nhờ có cô mà tôi được dư thế này. Nào make some noise cho Giang Dô nào mọi người. Ê. Sáng hôm sau, cuối cùng ngày mở cửa cũng đã tới, giờ Soho đã có thể đường đường chính chính bước ra khỏi phòng mà chẳng phải lo sợ một ai nữa rồi, trừ mấy anh trai cảnh sát với bà chị Moon ok cùng với anh trai Quang Tê, lên đồ cho bảnh trai, tóc tai vuốt vuốt keo 502, và Giang Dô thì cũng trông rất xinh xẻo, đẹp amazing trong bộ váy màu pink tóc màu black. Hai người nhìn nhau thẹn thùng, trong hai người đẹp đôi và rất có tướng phu thê, làm con dân chết mê, chết mệt. Họ tiến đến gần kề sát bên nhau để nhìn ngắm nhau rõ hơn, trong đôi mắt phát sáng lấp lánh ánh hào quang phát ra từ nụ cười của Giang Dô, chẳng ai muốn cất lên một lời nào để mà làm phá vỡ đi không gian yên tĩnh và lãng mạn này. Hai người vẫn cứ chìm đắm trong ánh mắt của nhau, rồi thế là họ bắt đầu đi xuống, tiến đến mở cửa ra thì thấy bà cô đã núp ở đây từ bao giờ, không biết đã nghe được gì,
Dù lúc nãy chẳng nói lời nào, dù là thầm thì bên tai ai đó, Zhang và Soho có vẻ là rung hết cả người rồi đây. Sao bà cô lại ở nơi này? Các em làm gì ở đây? Còn cậu này là ai thế này? Anh ấy là bạn em và anh ấy muốn ngắm mái nhà. Vớ vẩn, em không biết mái nhà không chào đón người lạ sao? Em sorry thưa cô, là em đã nài nỉ cô ấy. Em xin lỗi cô, em đi đây. Bye bye cô ấy. Soho thì có vẻ là khá hồi hộp và sợ hãi trước sự đông đảo về số lượng người tham gia buổi party này. Nhưng làm sao giờ? Phóng lao thì phải theo lao, lỡ xuống tới đây rồi thì đành phải đi thôi. Rồi có bà chị kia chụp hình làm hai người đứng hình, nhanh chóng biến hình. Son Hee thì có vẻ đang chờ crush, nhưng chưa thấy crush ở đâu thì bỗng thấy Wang Tae làm cô cũng đứng hình, nhanh chóng chạy vào trong cấp báo với Zhang Zhou. Thế là hai người muốn chơi trốn tìm, Son Hee trốn Wang Tae tìm. Để tôi đếm dùng ba chữ. Khi mở mắt ra chỉ còn lại lá thư. Trong một khoảnh khắc Son Hee đã là người xa xứ. Có thứ chỉ muốn trốn chẳng thể tìm là quá khứ. Có thứ chỉ muốn trốn chẳng thể tìm là quá khứ. Rồi cũng sẽ thấy cô ấy thôi. Rồi có vẻ Wang Tae đã tìm thấy Sehee. Cô ấy tiếp tục trốn để anh ấy tìm. Rượt đuổi nhau trong lặng im. Này, sao em lại tránh mặt anh thế này? Sorry, chắc anh làm em ngạc nhiên. Em thấy đấy, sắc dung bị Tào Tháo rượt nên không đến đây được. Nhưng anh không thể đến đây mà không báo trước cho tôi được. Mà anh thấy chị Hê Dông chưa? Cô ấy nói thích Simple Love và muốn hẹn hò nhiều người cùng một lúc nên tôi không thể chấp nhận được. Đúng lúc đó Zhang Zhou và Soho đang chuẩn bị đi xuống. Dù sao thì anh cũng không phải người mà em mời. Wang Tae ơi, nhân cơ hội đó, Zhang Zhou dẫn Soho chạy lại lên trên lầu, kiếm chỗ tẩu thoát khỏi hiểm họa đang ập tới lên trên đầu. Nhưng mà chạy ngay đi đâu đây? Khi mà nơi đâu hiểm nguy cũng bùa vây khắp nơi khắp lối này, nơi đâu ai cũng thấy. Định chạy vô trong phòng thì gặp ngay anh sĩ quan cầu hôn bà chị Hê Dông lúc trước, nên anh ta cũng vô theo. Còn Son Hee thì bị kẹt lại với Wang Tae. Nếu như em ghét anh đến thế, anh sẽ rời đi ngay khi thấy Hê Dông. Dậy anh đến phòng 207 chờ chị ấy đi nhé. Còn bên phía Zhang Zhou thì rất muốn đi nhưng mà lại bị kẹt trong căn phòng này, để xem cái anh trai sĩ quan kia đang bắn súng. Nhưng mà sát thương mức độ này anh chỉ cần dùng thơ. Rồi anh ta để ý thấy có Soho ở đây. Soho đang định phóng đi, nhưng anh ta bảo đứng lại và muốn tỉ thí một màn bắn súng với Soho xem ai là nội công thâm hậu hơn, đỉnh cao nhất quả đất, độc cô cầu bại, chất như quả gất, đến từng giọt nước cất. Soho thì cũng chưa ngán một ai bao giờ, quyết định chiến luôn, chẳng có gì phải sợ ở đây cả. Tự dặn với lòng rằng mình có thực lực thì thua mới buồn, chứ không có thực lực thì làm sao phải buồn. Lúc đầu thì Soho khá là lo âu sợ sệt, vì như đã chia sẻ với Zhang Zhou thì Soho chẳng có một chút sở trường gì cả. Rồi Soho bắt đầu chuẩn bị tâm thế để bắn, xem tấm bia là người yêu cũ, vươn cao lên đôi bờ vai, cầm quả súng trên tay, bắn vào tấm bia không trượt phát nào, làm ai cũng ú à bất ngờ, không thể nào mà nói lên lời, chỉ thốt ra là amazing, good job em. Rồi Soho không thèm nhận thưởng, nhanh chóng biến mất khỏi nơi thị phi. Dị nghị này, đang định đi xuống lần nữa, nhưng lần này lại thấy bà chị Moon Ok đang nhâm nhi ly cà phê đứng ở trước cửa ra vào, rồi lại gặp thêm bà cô quản lý. Đúng là thế giới này thật là chật hẹp, người muốn gặp thì chẳng bao giờ gặp được, còn người không muốn thấy thì cứ hoài chạm mặt, thật là buồn cười, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Rồi có một nhóm người múa lửa tiến tới chỗ Zhang Zhou và Soho, cuốn hai người theo vòng xoáy không gian đang bốc cháy, cứu họ khỏi sự truy đuổi của bà chị Moon Ok. Còn anh trai Wang Tae và Son Hee thì đang ở trong phòng 207 để chờ đợi bà chị Hê Dông quay trở lại. Công ty nhà máy bia là của bố Son Hee sao? That's right, tớ đã từng uống bia đó. Đã uống thì nhất định phải nói đến bia sư tử trắng và soju rồi. Hay là chúng ta đi nhà hàng rồi tham gia thi nhảy đôi nhé. Ở đó sẽ có chị Hê Dông. Son Hee à, cậu biết không, từ ngày đầu tiên mình gặp cậu ở buổi hẹn, mình đã hy vọng cậu nhận thẻ của mình. Cậu biết mình đã mong đợi thế nào không? Thật sao? Đúng như vậy, lý do Sắc Jin bị Tào Tháo rượt sáng nay là vì Hê Dông đã không mời tớ. Cậu có nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp không? Không đâu, đó chính là định mệnh. Zhang Zhou thì destiny. Đang định ôm ít hung hít thì bà chị Zhang Min đi vào làm Son Hee giật bắn mình, cùng nhau chạy ngay đi ra ngoài bỏ bà chị Zhang Min ở lại. Cảm thấy hơi ở lon nên cũng chạy theo. Còn bà chị Hê Dông thì đang quẩy villa house một mình trong căn phòng, do nhảy quá cháy nên mọi người vào nhảy theo cho nó bùng lổ hơn nữa. Thật sự là bùng lổ trong không gian rộng lớn, cùng với âm thanh ánh sáng vô cùng đỉnh cao, làm cho buổi party này bùng cháy nhất đêm nay. Put your hand up, sao đao cho bà chị Hê Dông là mấy má. Dòng người kia đang cuốn Zhang Zhou và Soho đến căn phòng quẩy villa house của bà chị Hê Dông. Zhang Zhou đang cực kỳ là bị ngộp thở trước không gian tràn đầy sự căng cực dư này, thì bà chị áo tím này bảo Zhang Zhou mau nhanh chân chạy ra quẩy cùng mọi người, cho nó vui đi nào. Zhang Zhou thì làm gì mà biết nhảy bao giờ, nhưng mà bị bà chị kia đẩy vào nên phải cắn răng chịu đựng đành phải nhảy thôi, chứ biết làm sao giờ. Định nhảy nhảy múa múa cha 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 vài đường thì đột nhiên có pháo bông ở đâu thả súng lên đầu. Trong không gian sắc màu thì Zhang Zhou thấy Soho đang rất ngầu, và thế là ánh mắt họ chạm vào nhau. Rồi Soho cũng nhảy vào chơi nào, nhìn người biết bay mà không cần cánh này. Soho từng bước tiến đến phía Zhang Zhou để cùng nhau hòa nhịp vào điệu slow dance dưới ánh trăng như phim romance. Hôn hen thâu đêm thật là âu yếm, và mọi ánh đèn vàng xung quanh ở trên đầu bỗng chợt tối đi. Trong màn đêm Loki, một ánh sáng phía sau chói qua tim như ánh sáng bình minh chói lọi minh chứng giữa hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập, không thể nào mà tách rời ra khỏi lòng ngực căng tràn sức sống, ngập đầy tình yêu nung nấu đôi lứa, chất chứa những tâm tư thầm kín từ bao lâu đã ấp ủ trong màn đêm thâu, giấu sâu phía trong bóng tối đơn côi, mồ hôi nước mắt có khi đã tuôn rơi, để chờ đợi một tình yêu đích thực trong cuộc đời này thôi. Giờ thì chẳng còn gì là xa vời khi mà đôi ta đã chung bước trên một con đường dài, sánh bước đi chung bên nhau mãi mãi đến sau này. Dù ta có già đi, sẽ dần trở nên đãng trí, nhưng mà có vẻ đó là những vẩn vơ mà Zhang Zhou đang tưởng tượng trong đầu khi mà kề sát bên vai mình là bà chị Hê Dông, chứ không phải Soho trong đêm đông. Đi ngay ra khỏi nơi đây rồi để bà chị Moon Ok nhâm nhi ly cà phê nhìn thấy, tu hết trong một ngụm rồi vứt bừa bãi dưới sàn này. Cảnh sát tuần tra, còn bà chị Zhang Min đang ngồi nghe MP3. Rồi cuối cùng Zhang Zhou và Soho thì cũng đã xuống dưới được rồi ha. Dù là có hơi vất vả nha, lần này phải đi cho thiệt là xa, để mà chẳng có ai có thể mà nhận được ra ta là ai giữa dòng đời xa hoa, có bao nhiêu là phong hoa. Rồi bà chị Zhang Min bảo Zhang Zhou lên xe cùng Soho, để người ta bất nhận ra là mình trông thật là kỳ lạ. Đèo nhau ra khỏi ký túc xá, trốn tránh sự truy nã bao ngày qua. Bye bye cả nhà. Bên phía vị trí của bà chị Moon Ok thì đã phát hiện được họ có gì kỳ lạ rồi nha. Còn bên phía vị trí của Son Hee thì đang cùng với Wang Tae thầm thì chuyện tình yêu lạ kỳ. Anh đã nói rồi Son Hee, chúng ta là định mệnh của nhau, chẳng có gì ngăn cản định mệnh này của đôi ta được cả. Còn bên phía vị trí của mấy anh trai cảnh sát thì đang đá lá cây, lục tìm một thứ gì đó ở nơi rừng cây. Rồi anh trai đội trưởng bỗng tìm được khẩu súng lục vẫn còn đầy đủ đạn dược, nhưng không gắn giảm thanh cùng Scope 8. Soho thì vẫn đang tích cực chạy xe đạp, đèo Zhang Zhou phía sau, nhanh chóng chạy ra khỏi trường.
Xe đạp của bà chị Dong Min cũng trông rất mới, chắc mua về rồi bỏ trong kho ký túc xá chứ đâu nào mà có đem ra chạy. Nhưng mà mẹ kiếp, cái trường gì lớn thế này, chạy mãi vẫn chưa ra khỏi sân trường nữa chứ. Còn mẹ ló, còn Giang Zô thì ngồi phía sau hỏi rất nhiều quét sơn, nhưng mà Soho lo chạy xe nên không án sơ được một câu nào cả, vẫn cứ hoài mãi chạy tiếp ra khỏi môi trường quái quỷ này. Đường đi thì vẫn còn dài mà lòng người thì đã mệt nhoài, ai đó thì vẫn chờ hoài còn người thì than ngắn thở dài cho bao trông gai hoài không dứt, cứ dây dẳng sống dai thành huyền thoại. Đạp hoài rồi thì Soho cũng đã đến được cổng chính, họ tạm biệt nhau giữa một ngày trời đông tuyết phủ trời giông trong giấc ngủ. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi anh có thể rời đi nhưng vẫn có chút lạ kỳ, đến đây rồi thì chẳng còn gì mà tiếc nuối khi mà anh có thể an toàn ra đi. Đến đây ta đã phải chia ly, nhưng mà vẫn mong đôi ta có thể gặp lại nhau khi trở gió trời đêm đông, có người nào đó chờ bên hông sẽ chẳng còn ngóng và trông. Bên vị trí Quang Tê thì vẫn đang tình tứ với Son Hy, buông đôi tay nhau ra là khi mà Quang Tê đã nhìn thấy Soho ở phía bên dưới qua ô cửa sổ phủ tuyết trắng xóa. Rồi thế là Quang Tê tức tốc làm những gì mình cần phải làm, như đã nói với mấy anh trai cảnh sát lúc mà bị bế về đồn lúc trước, đi gọi điện cho mấy anh trai cảnh sát báo cáo rằng là Soho đang ở đây, ngay trước mặt tớ này, liệu các anh có thấy điều mà tôi đang thấy không? Giang Zô thì không nỡ xa Soho, khi mà thời gian bên nhau khá ngắn nhưng đã rất thân thiết với nhau rồi, trái tim đã hướng về nhau như hoa hướng dương, nhưng điều gì đến cũng sẽ đến thôi, cuộc hẹn nào mà chẳng có lúc chia ly. Còn bên phía mấy anh trai cảnh sát thì đã nhận được tin báo từ phía Quang Tê, nên lập tức đuổi theo Soho ngay và luôn. Soho thì đã chạy xe đi, còn Giang Zô thì vẫn đang ngóng trông điều chi, chẳng còn điều gì để mà mình trông mong, đang chạy thì đột nhiên Soho dừng lại, đang đi về thì Giang Zô cũng thế, cả hai dường như đang trông mong một điều gì đó lạ kỳ sắp xảy ra. Chỉ còn mỗi mấy anh trai cảnh sát thì vẫn miệt mài chạy nhảy, mong cầu sẽ tìm thấy được Soho ở đâu đây. Soho thì không phát ra tiếng, như một nốt trầm lặng lẽ, không phải là đang dừng lại, mà lúc đó chỉ đang lắng nghe. Rồi Soho quay xe, chạy lại về phía Giang Zô cũng đang quay lưng về phía Soho. Lúc này thì Giang Zô cảm thấy y như là mùa xuân đang về trên thành phố, nở một nụ cười tươi trên môi bừng sáng cả đất trời. Chẳng còn điều gì tuyệt vời hơn khi Soho quay lại, chào tạm biệt mình bằng một cái ôm cùng với nụ hôn rạng ngời, đó là mảnh ghép cuộc đời. Soho tiến sát lại gần bên Giang Zô, bảo với Giang Zô là đã hết tập 3 và hẹn gặp lại mọi người ở tập 4.